quá khó luôn, bài đó mình gọi là quá khó. Kèn khi nào thi kèn? Hai tuần nữa mới thi. Hai tuần nữa mới thi. Xong rồi tôi lại cho hiểu đi, còn không hiểu phải là ai thì chết lại không có nhớ đó. Phải ghi chữ bậy vô nha, kết luận vô bậy gì đó, bảy mũ một cộng bảy mũ hai cộng bảy mũ ba làm gì đó, kết luận vô. Ok. Có mệt không? Bà kỳ nằm dẫm nè. Hay ngồi ghế nè. Ngồi ghế dựa nè.